Cảm xin nước Việt xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ cái sản phẩm cái kẹp và gắp sâu dế rất là tiện lợi như các bác đang nhìn thấy ở đây. Đấy, giá một chiếc này là 45.000 một chiếc và mình sẽ gửi kèm cám. Đấy, gửi kèm cho bác nào lấy cám của nhà mình thì tiện chuyến mình sẽ gửi luôn. Đấy thì rất là tiện. Như thực tế nhà mình đang sử dụng ở đây. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đó. Đấy, mình gắp những con sâu con dế nó rất là sạch sẽ và tiện lợi. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể dùng cái này để các bạn đây nó có độ dài đấy. Thì chúng ta có thể dùng kẹp để chúng ta tập làm quen với những con chim ở nhà đấy. Đấy. Đấy này. Rất là tiện này các bạn này. Đấy. Đấy. Các bạn đây. Và chúng ta có thể gắp những con dế đây. Đấy. Đấy. Đây các bạn này nhìn thấy rất là tiện đúng không ạ? Đây con này là con chè mái bổi đấy, mình cũng tập dần cho nó quen, có thể cắt dâu cắt xế tiện sạch đấy. Đấy. Dần dần thì chúng ta sẽ quen đấy. Đấy, đang đòi ăn đây đấy. Rất là tiện đấy. Cho con này nữa đấy, các bạn nhìn này, nhử cho nó quen. Thì các bạn nào mà có nhu cầu cái sản phẩm kẹp này đấy, thì liên hệ trực tiếp với nhà mình theo cái địa chỉ trên bao bì cám đây. Đấy, đây là số điện thoại của nhà mình. Mình lưu ý nhé, với sản phẩm kẹp này mình sẽ gửi kèm cho bác nào tiện lấy cám thì mình gửi kèm đấy, bởi vì nó chỉ có 45.000 một chiếc thôi. Đây là địa chỉ và cái số điện thoại của nhà mình. Còn các sản phẩm cám ở bên mình ấy thì các bác đang thấy ở đây, nhà mình chuyên cám họa mi này, chòe, mào, cu gáy, đồng giá là 200.000 một kg. Đấy. Và miễn phí ship tận nhà luôn, 1 kg mà được 4 gói như thế này, miễn phí ship tận nhà. Nếu các bạn nào mà lấy thêm cái kẹp ấy thì cái kẹp là 45.000 thì gửi kèm luôn thì nó rất là tiện. Đấy. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin cảm ơn Đất Việt. Xin chào tất cả các bác.